Axit sulfuric đặc tác dụng với đường. Rót vào cốc chứa đường khoảng 10 đến 15 ml dung dịch axit sulfuric đặc. Sau một vài phút, ta thấy hiện tượng đường bị hóa than. Cột than bị đẩy dần lên, đồng thời có khói trắng bay ra và trên bề mặt than có sủi bọt khí. Có hiện tượng này là do axit sulfuric đặc hút nước của đường chuyển nó thành than. Một phần than đã phản ứng với axit sulfuric đặc sinh ra khí sulfuro và khí carbonic. Các bọt khí này thoát ra từ trong lòng chất rắn, vì vậy làm cho khối chất rắn trở nên xốp, dẫn đến tăng thể tích.